Mở đầu cho phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc Việt Nam Úc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện. Vào ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Úc là ông Anthony Albanese cho biết nước Úc đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu trước cuộc họp tại Canberra, ông Albanese nói rằng việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày hôm nay sẽ giúp cho Úc và Việt Nam trở thành các nước đối tác rất quan trọng của nhau. Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam và Úc được tuyên bố trong chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính từ ngày 4 cho đến ngày 9 tháng 3. Trong đó, ông tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ Asian-Úc, thăm chính thức Úc theo lời mời của Thủ tướng Albanese. Chủ trương nâng cấp quan hệ ngoại giao được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến hôm 5 tháng 3. Sau đó, nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam-Úc sẽ tương đương với quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và Trung Cộng. Hoa Kỳ hỗ trợ đo mức phát thải ô tô tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USAID, vừa công bố chương trình hỗ trợ đo kiểm mức độ phát thải của các phương tiện ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và Sài Gòn, nhằm giúp Việt Nam xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật quốc gia về khí thải, góp phần giảm ô nhiễm không khí. Ngày 5 tháng 3, thông cáo trên Facebook của USAID cho biết, với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát thải của phương tiện ô tô, nghiên cứu đánh giá mức độ phát thải từ ô tô đang lưu hành tại Việt Nam do USAID hỗ trợ sẽ tiến hành đo kiểm miễn phí mức độ phát thải của 1.200 ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và thành phố Sài Gòn, đồng thời tìm hiểu thói quen sử dụng nhiên liệu xe ô tô của chủ xe. Thời gian đo độ phát thải từ ô tô trong nghiên cứu này diễn ra từ tháng 2 cho đến tháng 4 năm 2024. Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên cứu sẽ xây dựng các phương án bảo trì bảo dưỡng phù hợp đối với các dòng ô tô bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện ô tô và hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam. USAID cho biết dự án này do tổ chức WinRock International thực hiện. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án. Tại thành phố Sài Gòn, các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ phát thải tới khoảng 75% lượng phát thải bụi PM2.5. Trong khi đó tại Hà Nội, đây cũng được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng không khí môi trường. Hôm 5 tháng 3, hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir ở Hà Nội cao ở mức 232, bị xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Việt Nam có thể xuất cảng 1.2 gigawatt điện gió sang Singapore. Vào ngày 4 tháng 3, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn công tác của chính phủ Singapore làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PTSC, về dự án đầu tư và xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để xuất cảng điện sạch sang Singapore. Đoàn công tác của chính phủ Singapore gồm đại diện Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Lãnh sự quán Singapore tại Sài Gòn, Bộ Thương mại, Cơ quan Quản trị Thị trường Năng lượng tức IMA và Sembcorp Utilities Ltd, viết tắt là SCU, đối tác của PTSC trong dự án đầu tiên và xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, PTSC và SCU đã trao đổi kế hoạch khai triển, hai bên đồng ý đặt mục tiêu phát triển thương mại vào năm 2033. PTSC và SCU cũng đã đưa ra lộ trình cụ thể từ khâu khảo sát phương án đầu tư để sản xuất và xuất cảng khoảng 1.2 gigawatt điện sạch sang Singapore thông qua tuyến cáp ngầm cao dưới địa biển. Các cơ quan chức năng của chính phủ Singapore khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ PTSC và SCU để thúc đẩy nhanh quá trình khai triển dự án. Hơn 23.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2024. Hơn 23.000 người Việt Nam chính thức được ra nước ngoài lao động trong 2 tháng đầu năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam thông báo con số này và truyền thông nhà nước loan đi vào ngày 4 tháng 3. Cụ thể, riêng tháng 2, tổng số lao động Việt Nam chính thức được đưa ra nước ngoài làm việc là 10.553 người. Trong số này có 2.789 nữ. Tất cả được đưa sang lao động tại các thị trường gồm Nhật Bản, 8.212 người, với 2.217 người là nữ, rồi Đài Loan 1.443 người, có 514 nữ, Nam Hàn 253 người, Thái Lan 109 người, Trung Cộng 100 người, Singapore 80 người, Hungary 70 và một số nơi khác.
Còn cả 2 tháng Giêng và tháng 2 năm 2024, tổng số người được đưa ra nước ngoài lao động là 23.195 người, trong số này có 7.272 nữ. Thị trường Nhật Bản chiếm số đông với 17.067 người, tiếp đến là Đài Loan tiếp nhận 4.294 người. Năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 người ra nước ngoài lao động theo hợp đồng. Mông Cổ miễn visa cho du khách Việt Nam. Theo tin của báo VN Express, kể từ ngày 7 tháng 3, khách Việt Nam sang Mông Cổ lưu trú không quá 30 ngày sẽ không cần xin visa. Trang web chính phủ Mông Cổ hôm 4 tháng 3 công bố danh sách quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh vào đất nước này, trong đó có Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 3. Đây là hành động mới nhất của chính phủ Mông Cổ trong việc thu hút khách Việt Nam. Trước đó, khách Việt Nam sang Mông Cổ phải xin visa, thời gian đợi cấp từ 5 đến 7 ngày làm việc hoặc e-visa trong vòng 3 ngày. Lệ phí visa gồm 25 Mỹ Kim và phụ phí. Công dân Việt Nam có thể xin e-visa với 3 mục đích: du lịch, quá cảnh và tham gia các sự kiện. Theo hướng dẫn từ cơ quan xuất nhập cảnh Mông Cổ, khách khi được cấp e-visa có thể in ra bản giấy hoặc lưu trong điện thoại xuất trình tại cửa khẩu. Ngoài những mục đích trên, khách Việt cần xin visa giấy. Chia sẻ với VN Express, Zolo Zolku, hướng dẫn viên địa phương chuyên dẫn tour khách Việt cho biết, thực tế xin visa Mông Cổ không khó, nhưng nhiều khách Việt ngại nghiên cứu cách xin visa cho nên ưu tiên chọn những nước không cần visa. Theo Zolo, năm 2023, các đơn vị lữ hành du lịch Mông Cổ đón khoảng 1.300 khách Việt đến. Công ty Zolo làm hướng dẫn viên đón 30% lượng khách Việt trong số này. Nam hướng dẫn viên cũng cho biết lượng khách Việt đến Mông Cổ cao vào mùa đông tăng dần trong những năm gần đây. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, anh đã dẫn khoảng 50 khách Việt đến ngắm tuyết trong cái lạnh từ âm 20 đến âm 40 độ C. Tiếp theo là việc Việt Nam sẽ mua 2 hệ thống xạ trị ung thư hàng ngàn tỷ đồng. Chính phủ Việt Nam vừa đồng ý chủ trương xây dựng 2 hệ thống xạ trị Proton trị giá khoảng 4.200 tỷ đồng đặt tại Bệnh viện K và Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin này được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói tại lễ bổ nhiệm 2 phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn vào chiều ngày 6 tháng 3. Theo đó, nội dung xây dựng 2 trung tâm xạ trị Proton được chính phủ thống nhất trong phiên họp với sự chủ tọa của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vào ngày 5 tháng 3. Ở phía Bắc, hệ thống này dự kiến đặt ở Bệnh viện K, còn ở phía Nam đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Thuấn đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy sớm nghiên cứu về việc xây dựng trung tâm xạ trị Proton, cần sự hợp tác và hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài, bởi Việt Nam chưa từng triển khai. Trước đó, tại thảo luận kinh tế xã hội tại Quốc hội tháng 11 năm ngoái, đại biểu Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đề nghị trang bị 2 máy xạ trị Proton ở Hà Nội và Sài Gòn. Đây là kỹ thuật xạ trị chiếu ngoài tiên tiến nhất hiện nay, khắc phục được những điểm yếu của xạ trị gia tốc tuyến tính, đặc biệt là bảo đảm hiệu quả và an toàn với trẻ em. Mặt khác, việc đầu tư máy còn góp phần thu hút bệnh nhân ung thư điều trị trong nước, không phải đi nước ngoài, tiết kiệm chi phí ngoại tệ. TikToker Tuấn Phò Mã bị bắt giữa lúc tổ chức giám sát nhân quyền lên án đợt sóng mới đàn áp những tiếng nói chỉ trích tại Việt Nam. Theo tin chúng tôi mới vừa nhận được, thì TikToker Tuấn Phò Mã, tên thật là Hoàng Đình Tuấn, 40 tuổi, bị bắt để điều tra về tội đánh bạc. Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông tin các biện pháp vừa nêu và truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin. Tin nêu rõ, ông Hoàng Đình Tuấn sở hữu kênh TikTok Tuấn Phò Mã với hơn 300.000 người theo dõi và hơn 3.700.000 lượt thích, cũng như nhiều video cả triệu view. Tài khoản TikTok Tuấn Phò Mã nổi tiếng với những clip đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm việc. Cụ thể, tài khoản TikTok Tuấn Phò Mã đăng tải nhiều clip lưu thông trên đường phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như là Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Nhiều video clip được cho biết có nội dung hướng dẫn tài xế lái xe an toàn trên các tuyến đường cũng như chia sẻ các tình huống tranh luận với cảnh sát trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý những vi phạm. Trong khi đó, thì tổ chức giám sát nhân quyền tức Human Rights Watch vào ngày 5 tháng 3 ra thông cáo cho rằng Việt Nam sa thải bắt giữ 3 người có tiếng nói chỉ trích được nhiều người biết đến trong nước chỉ ít ngày sau khi Hà Nội công khai ý định muốn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa mới 2026-2028. 2 người bắt vào ngày 29 tháng 2 gồm ông Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình. Một người bị bắt vào ngày 1 tháng 3 là ông Hoàng Việt Khánh.
Tổ chức giám sát nhân quyền lặp lại kêu gọi Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp đối với giới blogger, những người vận động cho quyền con người, các nhà hoạt động xã hội, cũng như trả tự do ngay cho những người đang bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền dân sự và chính trị cơ bản. HRW thống kê hiện có ít nhất là 163 tù chính trị tại Việt Nam. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2024, 3 nhà hoạt động Danh Minh Quang, Nay Y Blanc và Phan Văn Lộc phải chịu kết tội với án tù từ 3 năm đến 6 tháng cho đến 7 năm tù. Có ít nhất 27 người khác đang bị tạm giam theo các cáo buộc mang động cơ chính trị phải chờ ngày ra tòa. Giá vàng lên xuống 13 lần trong ngày 6 tháng 3 và neo cao ở mức 81 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 3, các doanh nghiệp vàng lớn có đến 13 lần điều chỉnh giá vàng, bước giá mỗi lần điều chỉnh trung bình từ 100.000 cho đến 200.000 đồng một lượng. Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC lập đỉnh mọi thời đại với mức 79 đến 81 triệu đồng một lượng, tương ứng giá mua bán. Vàng nhẫn được niêm yết ở mức 66 triệu 600 ngàn đồng cho đến 67 triệu 800 ngàn đồng một lượng, tương ứng giá mua bán, không thay đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 100.000 đồng chiều bán ra. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giá cao nhất của vàng nhẫn từ trước đến nay. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giải pháp giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden và ông Trump vận động sự ủng hộ từ cử tri của bà Haley. New York sẽ điều động 750 quân nhân vệ binh quốc gia phụ giúp cảnh sát kiểm tra túi xách trên tàu điện ngầm.